Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Nam Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Chính phủ Á Nhĩ Lan nhượng bộ nhưng ACDB nhất quyết vẫn là đại học ăn cháo đá bát. Sau áp lực mạnh mẽ từ các phương tiện truyền thông Công giáo Á Nhĩ Lan và những vận động hành lang từ giới ngoại giao và chính trị, chính phủ Á Nhĩ Lan cuối cùng tuyên bố sẽ gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục đến Roma để tham dự lễ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Newman vào ngày Chủ nhật 13 tháng 10. Đè nặng lên chính phủ Á Nhĩ Lan sau khi chính quyền Anh công bố rằng Thái tử Charles và đông đảo các dân biểu nghị sĩ sẽ sang Roma để tham dự lễ tuyên thánh cho chân phước Hồng Y Newman, trong khi chính phủ Á Nhĩ Lan từ chối cử đại diện tham dự biến cố này. Á Nhĩ Lan đến nay vẫn được coi là một quốc gia công giáo và chân phước Hồng Y Newman được coi là người có công lao rất lớn trong việc xây dựng hệ thống các trường đại học tại quốc gia này. Giới ngoại giao và chính trị tại Á Nhĩ Lan tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ bài công giáo quá khích của chính quyền nước này, đến mức bất kể đạo lý thông thường trong đối nhân xử thế. Những chỉ trích dữ dội đã khiến chính phủ Á Nhĩ Lan quyết định cử Bộ trưởng Joe McHugh đại diện cho chính phủ tại Roma. Trong số những người chỉ trích chính phủ mạnh nhất có cựu thủ tướng John Bruton, người đã nói rằng chính phủ cũng như Đại học Dublin bắt buộc phải tham dự biến cố này. Theo hiểu biết của tôi, Đại học Dublin là trường đại học do Đức Hồng Y John Newman thành lập và đã phát triển thành cơ ngơi hiện nay, và điều này được nhấn mạnh trong hiến chương của Đại học Quốc gia Ireland năm 1908. Không làm như thế, chúng ta trình bày trước thế giới Á Nhĩ Lan là những kẻ vô ơn. Nữ bá tước Nano Olon nói thêm rằng, thật buồn khi thấy chính phủ Á Nhĩ Lan và Đại học Dublin bỏ qua sự đóng góp to lớn của một con người thông thái, can đảm và trên hết là giàu đức tin vào lúc này. Theo cô, Đại học Dublin là một món quà rất lớn đối với người dân Á Nhĩ Lan và Hồng Y Newman là một món quà chắc chắn đáng được ghi nhận và đánh giá cao vì Thánh Nhân là một trong những người con nuôi của Á Nhĩ Lan đã được công nhận trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ Ronan Mullen nói rằng chính phủ thất bại trong việc tôn vinh Thánh Newman, đã chỉ ra một sự lãng quên lịch sử và nguồn cội rất đáng buồn về phía các quan chức Á Nhĩ Lan. Ông nói thêm, Hồng Y Newman là một phần rất có ý nghĩa trong lịch sử đất nước chúng ta vào thời điểm Á Nhĩ Lan nổi lên từ bóng tối của chủ nghĩa thực dân, vào thời điểm người công giáo, niềm tin chiếm đa số ở Á Nhĩ Lan đã nổi lên như những nhân tố tích cực trong đời sống chính trị và văn hóa. Chúng ta chỉ có sự giải phóng công giáo vào năm 1829. Hồng Y Newman là một phần của tất cả câu chuyện đó. Nhà sử học và cựu sinh viên Đại học Dublin là cha Anthony Gowan nói với tờ Irish Catholic rằng thật là một điều rất đáng thất vọng khi thấy trường đại học đã khăng khăng không tham dự chính thức vào biến cố này, bất chấp thực tế Thánh Newman có ý nghĩa rất lớn đối với nhà trường. Như thế, thưa quý vị và anh chị em, đến phút cuối cùng, trường Đại học Dublin vẫn rất mực là Đại học ACDB, nghĩa là ăn cháo đá bát. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết.
Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.